Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 84 game và mình sẽ chơi bà ngoại một Granny Chapter 1. Ta lại nhìn thấy mình đấy.
chưa đến 7 phút là mình đã trốn thoát ra được khỏi ngôi nhà của bà Granny. Bây giờ sẽ là tựa game tiếp theo mà mình review. Mình sẽ chơi Hello Label. Vấp, cẩn thận đi bắt bây giờ. Thank you.
Tôi biết chưa? Mà nhặt finally get out of this place. I need to find help. Grandpa and Granny, how I escape. Thank you.
đi. Đợi mình đi trước à? Đi. Green line, red line, green line, red line, green line, red line, green line. Zodia.
qua lúc khó khăn nhất cả. Ôi, sao con sáng hết đạm này. Ôi, thank you.
tất cả màu xanh luôn. Gặp bà sơ ma luôn. Sai đường là ba tót luôn đây này. Ôi, tí thì bị bắt.
Wow, nổi cả cái ốc lên. Tiếp tục. Khá mơ hồ. Diamond sẽ là tựa game tiếp theo. As the mayor, from we got a breach headed towards the medieval section. Roger that. We're preparing to engage. Over. And after that, they just up and arrested him. What? Really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night guarding is much less dangerous than driving a... Crap. No, Johnny! Officer down, repeat, officer down! Place your hands where I can see them. Ok, và lại lấy được viên kim cương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử cách còn lại nhé. They just up and arrested him. What? Really? Yeah. Ok, vậy là chúng ta giành chiến thắng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chơi tựa game cuối cùng nhé. Remake Monster. Thank you.
batteries for this remote. Find two batteries for this remote. Okay. Let's control the drone to go to the door opening button and see what happens. Do not return to the previous room. Let's complete Chef Pigster's mission. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhá. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.